Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm 7 tháng 10 vừa qua, khi phát biểu khai mạc Trung ương 11, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa 12 và là năm sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc khóa 13 của đảng. Điều quan trọng nhất là tuyển chọn được người đủ đức tài để giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp và ban chấp hành Trung ương. Qua thực tế, nhiều đại hội trước đây, công tác chuẩn bị nhân sự, tuyển chọn nhân tài đã được đổi mới, chất lượng cấp ủy được nâng lên. Tuy nhiên, cũng còn đó sai sót trong quá trình tuyển chọn cán bộ, để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, cả đức và tài, tham gia ban chấp hành Trung ương, gây hậu quả nghiêm trọng và để lại nhiều di hại cho các đại hội tiếp theo. Nhiệm vụ lúc này là không thể để lọt những cán bộ có biểu hiện cơ hội tiêu cực, vụ lợi, bị lợi ích nhóm thao túng, lũng đoạn để vụ lợi cho gia đình, bản thân. Vậy công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đổi mới cách thức bầu cử thế nào để không xảy ra tình trạng khi nhân sự được công bố vào phút chót tại đại hội dẫn đến bị lọt các cán bộ không đủ tiêu chuẩn? Công tác lựa chọn, tuyển chọn cán bộ tham gia cấp ủy như thế nào để tránh được sai sót trong việc chọn nhân tài và tránh được tệ nạn chạy chức, chạy quyền như hiện nay? Đây là những nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong tọa đàm ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có mặt trong trường quay lúc này ông Nguyễn Tước, là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội. Và bên cạnh đó, xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Bình Nhưỡng, là Phó trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này tại thủ đô Hà Nội đang diễn ra hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương. Thông thường thì trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Trung ương sẽ họp để bàn bạc, thảo luận những nội dung quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển của đất nước, kể cả trước mắt cũng như là lâu dài. Đặc biệt, đây là kỳ họp cuối của năm 2019, để đến năm 2020 sẽ diễn ra đại hội đảng các cấp. Phóng viên Thành Tâm sẽ có những thông tin chi tiết đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại trụ sở Trung ương Đảng đang diễn ra hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương với thời gian 7 ngày, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 10. Hội nghị này thảo luận cho ý kiến một bước về dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Trong những ngày qua, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu đã làm việc tại hội trường và tại tổ thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Hội nghị lần này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ về tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngoài việc góp ý các văn kiện thì việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp và đại hội 13 cũng được quan tâm, và đây cũng là một nội dung thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Công tác này đang được tiến hành song song cùng với các công việc khác. Trước đó thì tại cuộc họp của Bộ Chính trị tháng 6 năm 2019 diễn ra tại Hà Nội dưới sự điều hành của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 13 ở nhiệm kỳ 2021-2026. Đáng chú ý là trong hội nghị lần này, Trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, những đề xuất về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ khóa 13. Đáng chú ý là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị thảo luận về những kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức về bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng, những hạn chế vướng mắc do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, hướng dẫn chưa rõ những hạn chế vướng mắc nào do quy định của điều lệ Đảng, mức độ đến đâu và đã cần phải bổ sung sửa đổi điều lệ hay chưa, hay chỉ cần điều chỉnh bằng quy định hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những vấn đề này chắc chắn sẽ được dư luận chờ đợi trong bài phát biểu bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng như nội dung thông báo kỳ họp vào cuối tuần này. Còn bây giờ xin được trở lại cùng với trường quay. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thanh Tâm. Thưa quý vị, liên quan đến công tác xử lý cán bộ thì cũng cần phải nói thêm là tính từ đầu nhiệm kỳ 12 của Đảng đến nay thì đã thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Và trong 6 tháng đầu năm 2019 thì công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục khẳng định quan điểm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cho biết như vậy khi chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hồi tháng 7 vừa qua. Tại phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết các cơ quan chức năng đã kết thúc xác minh, giải quyết nhiều vụ việc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đưa ra xét xử, thi hành kỷ luật đối với 123 tổ chức đảng và gần 8.000 đảng viên vi phạm,
kỷ luật đối với một tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Nhất là đã xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, xảy ra tại Vinasin, vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ, vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Thành phố Hồ Chí Minh, vụ AVG, Vũ Nhôm, Đinh Ngọc Hệ, vân vân. Tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng tài sản trên 10.000 tỷ đồng. Các địa phương đã khởi tố 176 vụ án, 425 bị can về các tội tham nhũng chức vụ. Gần đây nhất mới thi hành kỷ luật nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đây. A và G đấy, đã đền bù 8.500 tỷ thì có thể yếu tố xem nhẹ gì. Nhưng mà đây không phải chỉ là cái chuyện mua bán, làm thất thoát tài sản. Quá trình làm nó bị đè số ra, khai là có hối lộ và nhận hối lộ. Mà tiền hàng mấy triệu đô la, thế ta có xử không? Mình phải làm tiếp. Và đang làm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những việc trong chương trình của Ban chỉ đạo phải tiếp tục làm. Nếu có ai dao động thì phải tự giác báo cáo, xin thôi. Vừa qua, vẫn còn hạn chế trong công tác kiểm tra, vẫn mang nặng tính hình thức. Mà cái đoàn kiểm tra phải mẫu mực. Nhưng xuống mà lại lằng nhằng nọ kia, rồi nó lại mời các bác đánh chén nữa hay là mời các bác có cái phong bì rồi về các bác qua đi cho em. Kể cả thanh tra, kiểm toán cũng thế. Tôi nói nhiều lần rồi, kiểm tra, kiểm toán phải liêm, phải sạch thì mới kiểm tra được người ta, phải như ông Bao Công ý. Từ nay đến cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung dứt điểm những vụ việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những địa bàn trọng điểm. Phải hoàn thành các vụ việc theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo. Nếu ai chịu trách nhiệm không hoàn thành thì phải xin từ chức. Và nhân dịp chuẩn bị đại hội các cấp, thì chúng ta phải kiểm tra cái này để tạo điều kiện cho cấp ủy ở đấy chuẩn bị đại hội tốt hơn, xây dựng cái báo cáo chính trị, đặc biệt là công tác nhân sự. Tôi nói là dứt khoát không được để lọt những người có biểu hiện tham ô tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức nữa vào cấp ủy sắp tới. Nơi nào để xảy ra cái này mai kia kỷ luật cái chỗ ấy đi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra dự án mở rộng nhà máy đạm Hà Bắc, thanh tra sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế, kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol Bình Phước và dự án nhà máy đạm Ninh Bình. Tập trung chỉ đạo kết thúc xác minh, giải quyết 28 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, nhất là hoàn thành xét xử sơ thẩm 8 vụ án trọng điểm trong năm 2019, theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo. Vâng, mặc dù từ trước đến nay đã có nhiều quy định về nêu gương cán bộ đảng viên cấp cao, nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng xử lý kỷ luật khi mà những cán bộ cấp cao để xảy ra sai phạm. Và quy định nêu gương của Ban chấp hành Trung ương ra đời đã được đánh giá rất cao khi có điểm mới là quy rõ trách nhiệm của cán bộ cấp cao dù họ đã chuyển công tác hay đã về hưu. Điều này cho thấy quyết tâm của đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, thái quá, biến chất với những cán bộ đảng viên có tư duy nhiệm kỳ, thực hiện những chuyến tàu vét. Cái nêu gương đó là quan trọng, nhưng mà kiểm soát quyền lực ở trong đảng nó lại là quan trọng hơn. Thời gian qua chúng ta để những cái sự biến như thế là do cái kiểm soát quyền lực chúng ta chậm làm quá, và đặc biệt là không có nêu gương gì hết. Đảng viên đi trước làng nước theo sau, nó một cái thời Bác Hồ đã tạo dựng như vậy, nhưng mà chúng ta buông bỏ, rồi chúng ta lại không kiểm soát quyền lực. Và chính cái chỗ đó, hai cái này nó gắn lại thì nó làm cho cái suy thoái trong đảng nó ngày một lớn và trầm trọng. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Lời dạy của Hồ Chủ tịch đã bị nhiều đảng viên trong thời nay lãng quên. Nhiều cán bộ cấp cao đã vướng vòng lao lý, những sai phạm của họ gây thiệt hại khủng khiếp đến tài sản nhà nước, uy tín của đảng bị tổn hại, niềm tin của nhân dân vào chính quyền bị lung lay, là điểm yếu để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc. 30 năm đổi mới, ta vẫn thấy có cái tính thời sự ở trong đó, là 50 năm thực hiện cái tác phẩm của Bác Hồ là nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân mà chúng ta vừa mới kỷ niệm 50 năm xong, thì thấy rằng chính chủ nghĩa cá nhân nó đẻ ra những cái tiêu cực và những cái hạn chế. Nhiều năm trước, những cán bộ cấp cao thường được coi là vùng cấm.
thiệt hại được lý giải do cơ chế, thể chế, rồi được nâng lên vị trí cao hơn, rồi về hưu, hạ cánh an toàn. Nhưng thời gian qua, khoảng 60 cán bộ cấp cao bị xử lý, thì rất nhiều trong số đó là đã về hưu hay của nhiệm kỳ trước, đã cho thấy quyết tâm của Đảng trong ngăn chặn tư duy nhiệm kỳ, chuyến tàu vét. AVG là chuyến tàu vét, bởi vì cái sự việc này nó xảy ra trước khi khai mạc Đại hội 12, 5 ngày là hoàn chỉnh. Rõ ràng là đúng là chuyến tàu vét, tức là cái lúc gà lên chuồng, nhập nhoạng, tranh tối, tranh sáng. Vì chỉ sau Đại hội 12 cái là thay Bộ trưởng, sau Đại hội 12 là thay Chính phủ, là thay Thủ tướng. Cho nên đây đúng là chợ chiều thật, cái chuyến tàu vét này. Nhưng may cái chuyến tàu vét này không được thông qua ga, nó khổ thế. Hai nguyên ủy viên Trung ương, hai cựu Bộ trưởng gây ra chuyến tàu vét AVG thời gian tới sẽ phải đối mặt với án phạt nghiêm minh của pháp luật. Đây cũng là giai đoạn cuối của nhiệm kỳ 12 của Đảng. Và AVG sẽ là bài học cho những cán bộ đảng viên từ Trung ương xuống địa phương, những cán bộ chỉ lo tư lợi cá nhân hay lợi ích nhóm, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, đất nước. Vâng, vừa rồi là những ghi nhận của các phóng viên chúng tôi về công tác xử lý cán bộ vừa qua. Và để có những cái góc nhìn phổ quát hơn về vấn đề này thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần trò chuyện với hai vị khách mời. Thưa ông Nguyễn Túc, ông có sự đánh giá như thế nào về công tác xử lý cán bộ của Đảng nhiệm kỳ 12 dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa qua? Trước hết tôi phải nói rằng đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Chấp hành Trung ương, nhất là của Bộ Chính trị và Ban Bí thư dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau rất nhiều nhiệm kỳ chúng ta coi nhẹ, thậm chí buông lỏng, đây lần đầu tiên Đảng ta thừa nhận rằng cái thoái hóa biến chất đã trở thành nghiêm trọng trong cái Đảng ta, nhất là trong cái lĩnh vực kinh tế. Cái xử lý vừa qua cho chúng ta thấy rằng, tức là không chỉ ở cấp tỉnh mà cấp trung ương có đủ mặt, có đồng chí Bộ Chính trị, có đồng chí Phó Thủ tướng, có các bộ trưởng, có các lãnh đạo các ban của Đảng, nghĩa là hầu hết trong cái cơ chế thị trường thì các lĩnh vực mà Đảng ta đang tiến hành đều có những người vi phạm. Và việc làm này tôi cho rằng hết sức cần thiết, nó đã tạo niềm tin trong nhân dân, và dân người ta rất mong rằng tức Đảng ta tiếp tục làm trong sạch hơn nữa, quyết giải quyết cho bằng được cái chuyện mua quan bán chức của đang xảy ra ở trong Đảng ta trong tình hiện nay. Vâng ạ, rõ ràng là khi mà việc xử lý không có vùng cấm, không có sự ngoại lệ thì đã tạo một niềm tin rất lớn rồi. Thưa ông Lưu Bình Nhưỡng, khi mà nói đến cái vấn đề là quan hôn nhiệm kỳ, chuyến tàu vét, là một đại biểu Quốc hội thì ông cũng đã từng lên tiếng rất nhiều lần về cái vấn đề này. Vậy thì chúng ta hãy cùng phân tích về cái nguyên nhân sâu xa, vì sao lại xảy ra những cái tình trạng như thế này ạ? Tôi rất là ấn tượng cái phát biểu ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng Quốc hội Lê Như Tiến ở khóa 13. Quả thật là đây là một cái di hại rất lớn, và có thể nói rằng nguyên nhân của nó theo cái thiện nghĩ của tôi thì trước hết là người ta dụng cái lòng tham quá lớn. Mà chúng ta biết là BOT đã từng xả trạm, thì tuyến tàu vét này nó là xả lòng tham, xả cực mạnh. Cho nên nó dẫn đến là tôi vét cơ mà. Ông ấy sử dụng một cái hình ảnh, tôi nói bây giờ vẫn được coi là một trong hình ảnh rất đẹp về mặt tiêu cực, xả chuyến tàu vét. Cái thứ hai ấy là chúng ta phải nói rằng đấy là cái chủ quan của cái cán bộ xấu, nhưng cũng phải thừa nhận rằng là có cái nguyên nhân khách quan. Tại sao những cái người quản ga, tại sao những người quản tàu, tại sao những người mà giữ kho hàng lại để người ta đưa cái hàng hóa lên chuyến tàu vét đó? Có nghĩa là chúng ta phải thừa nhận rằng về mặt khách quan, công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta vào những thời điểm đó là không được chú trọng. Nói như là ông Nguyễn Túc nói, chúng ta đã coi nhẹ, thậm chí là rất xem thường. Chúng ta tập trung vào việc đi xây tường, nhưng mà chúng ta lại không tập trung vào việc là chúng ta làm cửa. Đâm ra vẫn bị những kẻ xấu, những kẻ trộm, những kẻ ăn cắp vào nó lấy và nó đưa lên tàu trở về nhà. Tóm lại tôi thấy cái hình tượng là
vắn tắt nó là như vậy. Nhưng vâng, rõ ràng là vẫn còn những cái sơ hở đúng không ạ? Rất sơ. Để tạo cái điều kiện để cho những cái sự tham ô hối lộ vẫn còn diễn ra. Và khi mà nhắc đến vấn đề này thì trong những cái vụ án vừa qua chúng ta thấy là đã có nhiều quan chức cấp cao đã móc nối với các cái doanh nghiệp và tham ô cái số tiền lên đến là hàng triệu đô la Mỹ nữa. Đây là những cái số tiền rất lớn, và từ đây thì cũng có một câu hỏi rất lớn được đặt ra là phải chăng các cơ quan phòng chống tham nhũng của chúng ta, cái việc thực hiện kê khai tài sản của các cán bộ này đã bị qua mặt hay không? Ông Nguyễn Túc, ông đánh giá như thế nào về cái câu hỏi này? Tôi đồng tình với ý của đồng chí ở chỗ thế này. Thời gian vừa qua thì những cơ quan giám sát quyền lực của Đảng và nhà nước ta hoạt động rất yếu. Có thể nói là hầu hết những vụ án trọng điểm thời gian vừa qua là do dân phát hiện, và từ dân phát hiện báo chí tung lên đến mới đến cơ quan nhà nước. Và đây là một tình hình mà đồng chí Tổng Bí Thư vừa nói đấy. Tức như vậy, đi giám sát người nhưng mà không có ai giám sát mình. Và mình tự tung tự tác, cái xấu ở mình bắt đầu bộc lộ. Và cái vụ gần đây nhất là cái vụ thanh tra của Bộ Xây dựng thì chúng ta thấy rất rõ điều đó. Vấn đề thứ hai, ông Nhượng, tôi rất đồng tình với ông Nhượng, có yếu tố khách quan nhưng mà quan trọng là yếu tố chủ quan. Tất cả các vụ án vừa rồi mà Trung ương xử, chúng ta thấy có điều gì? Một là không thực hiện cái quy chế tập trung dân chủ, nguyên tắc mà Đảng nêu ra. Nó chứng tỏ rằng ở cấp này cấp khác, cái quyền của cái người đứng đầu vẫn là nhất. Tao quyết chúng phải theo. Và không ít đồng chí thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch mặt trận nói với tôi rằng bác ở trên này các bác nói dễ, chúng em ở dưới chúng em nói phải nhìn bí thư, phó bí thư, chủ tịch. Nếu không thì như vậy chúng em mất chức. Yeah. Đó là một thực trạng mà tôi đã từng nói rất nhiều lần để báo cáo các đồng chí như vậy. Tức là dân chủ của chúng ta chưa được thực hiện một cách nghiêm túc ở trong nội bộ Đảng ta. Vâng ạ. Vậy vì về cái khía cạnh này thì không biết là ông Lưu Bình Nhưỡng, ông nghĩ như thế nào? Đặc biệt là về cái khía cạnh chủ quan khiến cho việc là chúng ta phát hiện ra rất nhiều những cái vụ tham ô trong thời gian vừa qua từ cái công tác thanh tra và xử lý cán bộ. Tôi rất là đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Túc, và tôi muốn có một cái bổ sung thêm như này. Thực ra chúng ta mới thấy rằng là cái quyền lực của chúng ta là có một số cá nhân tự coi mình là tối thượng. Tôi đã từng phát biểu trước kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 14 là tại sao mà tham nhũng vẫn cứ dường như nhảy múa trên lưỡi gươm pháp luật. Thế thì người giữ lưỡi gươm ra làm sao? Thế có cái câu chuyện là tham nhũng chồng tham nhũng không? Cơ quan chống tham nhũng lại chính là cái cơ quan tham nhũng và lại là cơ quan đi bao bọc bảo kê cho tham nhũng. Chúng ta thấy rằng nếu không có quyền lực để mà bao bọc thì không ai dám tham nhũng cả. Cho nên tham nhũng là nó được nhân lên hai lần cái sự an toàn. Sự an toàn thứ nhất là dùng quyền lực của mình để tham nhũng. Lần thứ hai nó đã được chính cái quyền lực thứ hai nữa là bao bọc của nó. Cho nên cái vỏ bọc của nó rất là chắc. Người ta gọi là tinh vi. Như thượng chứ tôi nói như thế này này, qua cái đơn từ mà chúng tôi xử lý, chúng tôi biết có những vụ việc không hề tham nhũng tinh vi, rất lộ liễu, ngông cuồng, mà người dân người ta phát giác, báo chí phát giác nhưng vẫn không xử lý. Tôi lấy ví dụ trường hợp không cần nói đơn giản, nó sâu xa nhất trong công tác cán bộ là Sở Y tế của tỉnh Thanh Hóa. Coi như là tuyển dụng hơn 3.000 người vi phạm, rồi một cái sổ đỏ, coi như là một cái miếng đất 4 sổ đỏ. Thế gần đây nhất là các cái công ty vừa qua là gửi, là Bộ Giao thông Vận tải gửi cho tôi cái thanh tra về cái sử dụng xe điện ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Thế sai phạm coi như là chồng chất, sai phạm cả cấp ủy, sai phạm cả hội đồng nhân dân, sai phạm cả ủy ban nhân dân, nhưng cho đến ngày hôm nay không ai xử lý. Thế thì có nghĩa là tham nhũng tiêu cực đã được chính coi như là các cơ quan có cái trách nhiệm, có thẩm quyền bao bọc và để cho nó an toàn. Thì đương nhiên là báo cáo bác Túc là đương nhiên là nó sẽ tiếp tục này nè, có điều kiện này nè. Đó chính là cái chủ quan. Dạ vâng ạ. Anh xin được cảm ơn ý kiến của hai vị khách mời liên quan đến vấn đề này.
Vâng, thưa quý khán giả, như là chia sẻ của ông Lưu Bình Nhưỡng thì một trong những cái nguyên nhân dẫn đến rất nhiều những sai phạm vừa qua có liên quan đến công tác quản lý cũng như là tổ chức cán bộ. Thì những ngày qua dư luận xã hội vẫn chưa hết xôn xao về việc là một nữ cán bộ trong cơ quan đảng chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn thăng tiến và lên đến chức là trưởng phòng quản trị của văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk. Chỉ riêng công tác kết nạp và quản lý đảng viên của tỉnh ủy sở tại đã bộc lộ lỗ hổng quá lớn. Quá trình xác minh lý lịch, xét duyệt và các công tác khác để kết nạp một đảng viên không khác gì quá trình lừa bịp qua mắt thiên hạ. Và đến giờ thì cơ quan chức năng vẫn khẳng định quy trình bổ nhiệm của vị trưởng phòng này là trong sáng. Câu chuyện như một trò đùa đang làm nóng các trang báo những ngày vừa qua. Bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo, sinh năm 1975, chưa học hết cấp 3. Vốn làm nghề cắt tóc gội đầu nhưng mượn bằng cấp 3 của chị gái để học tiếp và lên chức vụ trưởng phòng quản trị, văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk. Trước đó, Ban Tổ chức tỉnh ủy Đắk Lắk đã nhận đơn tố cáo nặc danh về bà Trần Thị Ngọc Ái Sa sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 không thuộc về mình. Trong tờ trình gửi Đảng ủy, Văn phòng tỉnh ủy và Ban Tổ chức tỉnh ủy Đắk Lắk xin nghỉ việc sau khi bị tố cáo, bà Sa thừa nhận nội dung tố cáo là đúng, xin nhận trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật của tổ chức. Liên quan đến sự việc, trả lời báo chí, ông Bạch Văn Mạnh, nguyên Chánh Văn phòng tỉnh ủy, hiện là Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nói: Bà Ái Sa được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng hành chính quản trị vào năm 2013. Lúc này bà Sa đã là đảng viên kiêm phó phòng, thì không có việc tôi giới thiệu cô này vào đảng. Cả một tập thể lớn trong văn phòng tỉnh ủy, chứ tôi làm sao nâng đỡ được. Bình luận câu chuyện này, trả lời phỏng vấn báo điện tử VTC News, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng nói: Hot girl gội đầu tuy chưa leo cao nhưng đã chui rất sâu. Ông Hùng cho rằng phải làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến việc giới thiệu, thẩm tra và bổ nhiệm nữ cán bộ này. Còn dưới bài viết nữ trưởng phòng ở tỉnh ủy Đắk Lắk thăng tiến như thế nào trên báo Tuổi Trẻ, độc giả Hà Lý bình luận: Lại tái diễn tình trạng nâng đỡ không trong sáng. Còn độc giả Lê Văn Vinh viết: Không có bằng cấp 3, vẫn học và tốt nghiệp cả cao đẳng và đại học. Chứng tỏ cô này rất giỏi. Bởi lẽ cần gì học cấp 3 vẫn học lên được. Trả lời báo điện tử Dinh.vn, luật sư Nguyễn Chi Đức, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích: Nếu bằng bà Thảo sử dụng là bằng giả thì người này có thể sẽ bị truy tố hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên ở trường hợp này, bằng là thật nên theo quy định chưa có chế tài xử lý hình sự, hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như trên. Vâng, và trong chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này hạ người kia, gây nghi ngờ là mất đoàn kết nội bộ, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, quan liêu, tham nhũng. Đây được coi là kim chỉ nam cho công tác đánh giá chất lượng cấp ủy các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc 13. Dư luận hẳn còn nhớ sai phạm xung quanh vụ việc bổ nhiệm thần tốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh ở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa 2 năm trước. Mới đây thôi, ngày 4 tháng 10, Văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận đang thực hiện quy trình kỷ luật đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo, vì làm giả hồ sơ lý lịch khi xin vào làm tại đơn vị này. Xử lý kỷ luật hai nhân vật trên là điều đương nhiên, nhưng phải xử lý cả những người đứng đầu của các đơn vị đó là quan điểm của đại biểu Quốc hội khóa 13 Bùi Thị An. Nếu nói về đương sự cái hai cái nhân vật đấy, thì tôi nghĩ có đáng trách không? Quá đáng trách, nhưng tôi lại không đáng trách bằng những người đưa họ vào trong cái quy trình để mà được lựa chọn. Tôi lại trách những người quản lý họ. Tại sao trong một thời gian dài như vậy mà các đồng chí không biết? Đấy, trách nhiệm những người quản lý, tôi trách những người tham mưu để đưa những hai cái vị vào những cái vị trí như thế. Và cuối cùng tôi phải trách các đồng chí cấp cao đứng đầu của những cái đơn vị như vậy. Tại sao lại để lọt lưới như vậy? Phải chăng là các đồng chí có cái quan hệ cá nhân hay là các đồng chí vô trách nhiệm? Từ những sự việc trên, theo bà An, phải xem lại quy trình sắp xếp cán bộ từ các cấp ủy. Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng cấp ủy các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong cái việc mà thực hiện quy trình, tôi đề nghị cái chữ yếu tố minh bạch từ trên xuống dưới phải rất rõ. Minh bạch về vị trí, minh bạch về tiêu chí của vị trí đấy, minh bạch về những cái gọi thậm chí có thể là bố trí ở cái vị trí nào như thế. Ví dụ bao đồng chí vào trung ương, đồng chí dự kiến đồng chí sẽ làm gì? Tôi nghĩ không có chuyện không có cần phải giấu giếm. Và hai nữa là để cho gì? Để cho dân biết, dân giám sát.
Quay trở lại bài toán, ai đánh giá cán bộ? Theo nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim, đó là một quy trình đánh giá chặt chẽ từ nhiều phía của các cơ quan quản lý cán bộ, từ các cấp, để làm sao qua quá trình đó, nhân thân, thực tiễn hoạt động và vị trí dự kiến đề cử của người được giới thiệu có kết quả chính xác nhất. Thế ai đánh giá cán bộ? Thì cái chỗ đó phải dựa vào tổ chức cơ sở, phải dựa vào ý kiến nhân dân, phải dựa vào ý kiến của địa bàn dân cư, ý kiến vào cái nơi mà anh ta hoạt động và công tác. Cũng không phải một chỗ, mà những chỗ khác, những chỗ anh đi rồi thì mới bộc lộ ra những cái yếu điểm trước đây anh đã làm chỗ đó là không được thôi. Cho nên tại sao có trường hợp mình xử lý kỷ luật hay quay lại cái giai đoạn trước giống như hồi tố để mà kỷ luật cán bộ? Do cái chuyện mình không tìm hiểu cái quá trình công tác trước đây. Cho nên cái cơ quan quản lý cán bộ, những cái quy trình này phải làm chu đáo, chặt chẽ và khách quan, minh bạch, rõ ràng. Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ngay từ bây giờ, các địa phương cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy, tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy, làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Chúng ta vừa chứng kiến hai cái trường hợp là bổ nhiệm không đúng quy chuẩn nè, rồi nâng đỡ không trong sáng, và thưa hai vị khách mời, rõ ràng là cái việc này nó đã diễn ra từ lâu lắm rồi đúng không ạ? Và diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, và dường như là sẽ còn rất nhiều những cái vụ việc tương tự mà đến thời điểm này vẫn chưa được hé lộ. Vậy thì thưa ông Lưu Bình Nhưỡng, thì phải chăng từ lâu là những cái công tác quy định cán bộ của chúng ta dường như đã bị xem nhẹ không thưa ông? Tôi cho rằng là không phải hẳn là bị thêm nhẹ đâu. Tức là tôi có cảm giác như là người ta tự đặt ra một cái luật riêng ở khu vực của họ. Tức là họ rất là có quyền. Đấy, bác Nguyễn Túc vừa ấy đề cập đấy. Tức là cái ông lãnh đạo ấy là người đứng đầu ấy. Trên vì sao mà chúng ta có cái quy định về người trách nhiệm người đứng đầu? Ông ấy là cái người mà có thể nói rằng nếu không tôn trọng cái nguyên tắc tập trung dân chủ thì ông ấy tự đặt ra luật riêng của ông ấy. Thế và ông ấy vô hiệu hóa toàn bộ cái phần còn lại. Đấy. Và tôi nói rằng là cái việc bổ nhiệm, chúng ta phát hiện ra mình, chúng ta làm mấy cái cô trưởng phòng này chưa là cái gì cả. Chính tôi là những người mà nắm được nhiều thông tin là ở một số bộ ngành ở trên này, đến cấp vụ trưởng, cấp cục trưởng, cấp vụ phó cũng được tiến thân bằng những cái con đường có thể nói rằng là không hề trong sạch một chút nào cả. Và tôi nghĩ rằng không còn là dừng lại cấp cụ, vụ, cấp cục. Thậm chí có thể lên đến thứ, đến bộ trưởng cũng có những trường hợp này. Và tôi nói trong một cái thời gian dài vừa qua là do cái việc mà chúng ta không chú trọng, thậm chí là chúng ta lại có những trường hợp nó nuôi dưỡng cho cái xấu, rồi dẫn đến cái chỗ là người cán bộ là nó phát tác rất là nhiều cái, cho nên bây giờ chúng ta mới phát hiện rất nhiều các cái cán bộ xấu, các bộ lãnh đạo 70 cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, rồi chỉ riêng trong 6 tháng kiểm tra 123 đơn vị coi như là vi phạm, 7.923 cái đảng viên vi phạm, 256 người coi là tham nhũng và tiêu cực, coi như là cố ý làm trái. Thì tôi cho rằng là bây giờ nó bắt đầu bộc lộ. Đấy, chúng ta hình dung là bây giờ cái cuộc phòng chống tham nhũng của chúng ta bây giờ đã cho ra những kết quả mà trước đây nó đã ẩn náu từ nơi khác, mà nó bắt đầu từ cái việc đó là chúng ta xem thường và tự đặt ra những cái luật chơi riêng cho mình. Vâng ạ, và rõ ràng là từ những cái hậu quả để lại hoặc những cái vụ việc phát hiện vừa rồi thì cái trách nhiệm của người đứng đầu rõ ràng mới thấy là một cái sự quan trọng như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà chúng ta hãy thử đặt giả thuyết đi, những cái vụ việc vừa rồi nếu như không được phát hiện ra thì không chỉ có những người đứng đầu họ bao che cho những cái cấp dưới, và những cấp dưới này khi mà thăng tiến lên một cái vị trí nào đó thì nó sẽ để lại những cái hậu quả còn nghiêm trọng hơn như thế nào nữa? Có phải đó là những hậu quả kép hay không, thưa ông Nguyễn Túc? Thứ nhất phải nói rằng đây không phải là trường hợp ngoại lệ mà nó khá phổ biến. Trước cái vụ việc cô ở Đắk Lắk này thì có Thanh Hóa. Trước Thanh Hóa nó có một loạt, chúng tôi ở mặt trận nhận được là rất nhiều vị tức là lấy bằng giả, thậm chí vào đến tỉnh ủy, chứ không phải là thế. Và mình cũng không loại trừ có những đồng chí lấy bằng mà không phù hợp để vào Trung ương, ví dụ Đà Nẵng phải không? Vâng. Thành ra đây là cái chuyện là không phải vì Trung ương không có văn bản
mà các anh làm, mà chính vì những văn bản trung ương có hướng dẫn, nhưng chủ ý của người ta làm theo ý muốn của người ta, chứ không phải là tất cả như vậy, văn bản không đầy đủ. Và một phần nữa là thế này, cái giám sát của chúng mình không đến nơi đến chốn. Thí dụ như quyết định cái chỉ thị 30 của Bộ Chính trị năm 1988 về tất cả quy chế dân chủ ở cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thế nhưng bên đây anh có bàn với dân không? Ngay ở địa bàn anh không bàn với dân, mà dân cũng không biết. Bây giờ dân biết người ta mới phát hiện ra. Thành ra rất nhiều những cái quy định của Đảng, Nhà nước, hay là cái quyết nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 8 về vấn đề tức là phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân để xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch vững mạnh, quy định hết tất cả chứ không phải quy định không. Nhưng mà vì tiền, thậm chí vì tình, vì gái, họ đã cố làm những cái điều mà tức quy định của Đảng và Nhà nước nêu ra rất rõ. Thì tôi thêm cái đó, và qua đây mình thấy rằng sự giám sát của nhân dân là cực kỳ quan trọng. Điều mà các quyết định vừa rồi của Bộ Chính trị, cái nghị quyết Trung ương 3, rồi cái giám sát phản biện của Bộ Chính trị, quy định của 2017, 2018, giám sát phản biện và xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, và gần đây cái 2005 của Bộ Chính trị quy định. Nhưng mà họ có thực hiện hay không là tùy thuộc của họ. Cái tôi của họ cao quá, cái lợi ích cá nhân của họ đặt trên lợi ích chung, phải nó dẫn đến những tình hình như thế. Chứ còn thời xưa ấy, chúng tôi thường hay nói đến chuyện thời xưa. Thí dụ như Bộ Chính trị có một quyết định như thế này, quyết định được nếu mà tình hình xảy ra gì ấy, thì con các đồng chí Bộ Chính trị phải đi trước. Đấy, thằng đồng chí Biên, con đồng chí Võ Nguyên Giáp ấy, đồng chí Dương, con đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Tường, con đồng chí Nguyễn Duy Trinh, đồng chí Hạ Bá Thành, con đồng chí Hoàng Việt. Khi có động viên thì con các đồng chí đi hết. Và tự nhiên tức là dưới này như vậy, tức là nào? Riêng có một đồng chí bí thư tỉnh ủy, vợ có một con một, vợ ở nhà đưa con đi lao động cải, đồng chí mất chức Tổng Thư ký Hội đồng Nhà nước, mất chức Chánh Văn phòng Trung ương. Rất tiếc là anh con người rất tốt, mới mất cách đây 3 năm. Thứ hai là quy định gì? Quy định tiếp khách. Đồng chí có chuyện tiếp ở nhà hoặc nghề cơ quan, các đồng chí thì cái văn phòng trung ương lo, mà không có tình trạng khách ba chỗ nhà bảy, chỉ có đồng chí thư ký với lại thủ trưởng thôi, còn khách thôi. Tức ngay tôi kể cái chuyện mà tức là như vậy là đồng chí Hoàng Quốc Việt tiếp đồng chí Sáu Nam, tức là Lê Đức Anh ấy, tức là lúc ấy tiếp, và một số đồng chí khác, đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng chí Lê Đức Anh trước là quân đồng chí Hoàng Quốc Việt, tức là chỉ có hai thầy trò thôi. Nó quy định một cách nghiêm túc, bằng cộng với bản thân các đồng chí lúc bấy nó trong sáng. Thành ra như vậy, cả thời gian kháng chiến chống Pháp, chúng mình có một tử hình có mỗi một đồng chí. Cả trong kháng chiến chống Mỹ, đến trước khi Bác Hồ ra đi, thì những cái năm 54 đến 69, Bác có tử hình có mỗi một người. Đấy. Nhưng mà vì thế này, cái trong sáng ở bản thân một người cán bộ, nó làm cho người ta giữ được cái phẩm chất của người ta. Dạ vâng, ngày qua cái sự chia sẻ của ông Nguyễn Túc thì chúng ta mới thấy được là cái công tác tuyển chọn cán bộ những người đủ đức đủ tài là vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan đảng này trong thời gian qua đều đã có những đợt tuyển dụng công chức công khai, tạo nguồn cán bộ theo diện xét tuyển từ những sinh viên xuất sắc. Việc tăng cường công khai minh bạch trong công tác tuyển dụng các cơ quan này kỳ vọng sẽ là những đơn vị tiên phong trong việc chấm dứt tình trạng chạy chọt tiêu cực hiện nay. Và ngay cả trong lực lượng công an thì Đà Nẵng cũng đã tổ chức thi tuyển các chức danh đội trưởng, đội phó để tạo sự cạnh tranh công bằng, lựa chọn được người có đủ năng lực lãnh đạo quản lý. Vậy thì cách thức thi tuyển này được tạo ra và đã mang lại hiệu quả ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây của phóng viên Đào Tuấn. Xin chào trường quay, xin chào quý vị. Tại thành phố Đà Nẵng thì việc thí điểm thi chức danh lãnh đạo đã được triển khai được 7 năm, và mặc dù từ năm 2017 đến nay thì chủ trương này đang tạm dừng. Tuy nhiên, kết quả từ chủ trương thi tuyển thì vẫn có những cái tác động tích cực đến đội ngũ lãnh đạo thành phố đến thời điểm này.
Tại Đà Nẵng thì có hai chức danh chủ chốt là giám đốc Sở Xây dựng và viện phó Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố thì được thi tuyển chức danh, sau đó thì mới bổ nhiệm. Và cả hai vị trí chủ chốt này thì trong thời gian qua thì thực hiện các cái nhiệm vụ đều rất là thành công và nhận được sự ủng hộ lớn của cử tri cũng như là nhân dân thành phố. Đáng chú ý trong số này thì có giám đốc Sở Xây dựng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại sở thì cũng đã được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều chuyển về làm bí thư của một quận mới ở khu vực Tây Bắc để quy hoạch cũng như là phát triển khu vực Tây Bắc theo chủ trương chung của thành phố Đà Nẵng. Đến thời điểm này thì thành phố Đà Nẵng đã triển khai việc thí điểm thi chức danh lãnh đạo tại 51 cơ sở ban ngành cũng như là ủy ban. Trong số đó thì tỷ lệ chọi của các chức danh này là một người chọi ba người, và sau khi thi tuyển thành công, các vị trí chủ chốt được bổ nhiệm từ quá trình thi tuyển thì cũng thực hiện nhiệm vụ thành công, và đến thời điểm này thì vẫn chưa có bất kỳ một vấn đề gì. Hai ngành mà nhận được nhiều kết quả thi tuyển nhất đó là công an và giáo dục. Thì hiện nay đội ngũ hiệu trưởng ở quận Hải Châu cũng như là đội trưởng đội phó của một số các cái đơn vị trong lực lượng công an thành phố Đà Nẵng thì cũng đang được giữ là nhờ công tác thi tuyển. Đến thời điểm này khi mà thành phố Đà Nẵng đã triển khai được 9 năm cái đề án thí điểm thi tuyển các cái chức danh lãnh đạo thì có thể thấy là bước đầu đã đạt những kết quả tích cực, và nếu như tiếp tục áp dụng cái việc thực hiện như thế này thì Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết là chắc chắn sẽ đạt những thành công nếu như chúng ta có một cái sự điều chỉnh nó phù hợp hơn. Và bây giờ xin được trở lại với trường quay. Vâng, thưa ông Lưu Bình Nhưỡng, khi mà chúng ta nói đến cái chính sách để mà thi tuyển cán bộ lãnh đạo ở các địa phương hiện nay thì thưa ông đánh giá như thế nào về cái hiệu quả mang lại về của mà cái chính sách này, khi mà trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã thấy là rõ ràng đã phát hiện rất nhiều những cái trường hợp mà cán bộ không đủ đức đủ tài vào ban lãnh đạo của chúng ta. Tôi muốn nói trước một cái ví dụ mà báo chí đã đưa rất nhiều. Đó là cái việc thi tuyển công chức ở Cục Quản lý Thị trường trước đây, bây giờ là Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương. Hàng trăm cái trường hợp đấy vi phạm, mà vi phạm từ việc lộ đề. Đấy. Rồi chúng ta biết rằng là gần đây nhất là cái gian lận trong thi cử. Thế thì chúng ta biết là gian lận trong thi cử ngay từ ban đầu nó đã tạo ra những cái gian lận kế tiếp nữa của các cái thi tuyển công chức, viên chức rồi. Nó là một cái thói xấu. Nó là cái triều đại xấu, nó kế tiếp nhau để nó dung dưỡng nhau. Thế thì tôi nói là cái việc thi tuyển của chúng ta ấy, là một thời kỳ mà theo như bác Túc nói ấy, là ta gọi là từ xưa ấy, là theo cái cách làm của những người Liêm ấy, thì cho dù cái cơ chế nó còn lỏng lẻo nhưng cái đạo đức nó vượt qua tầm của những cái quy chế thông thường. Người ta vẫn chọn được những người tốt, người ta vẫn chọn được người có tâm có tài. Nhưng mà bây giờ ấy, thì cái lưới của chúng ta ấy, bây giờ là có dày, nhưng mà cái người mà người ta gọi là thiếu tâm thiếu tài thì người ta sẵn sàng xé toạc cái tấm lưới. Cho nên cái việc mà lọt qua đó những cái người mà vượt qua cái vòng thi là những người xấu, những người không đủ tâm đủ đức đủ tài mà người ta vẫn có khả năng coi như là dát vàng cho họ được, thì chúng ta thấy rằng là nó vẫn kém hiệu quả. Nó kém hiệu quả chính là chỗ rằng là chính là cái ý mà bác Nguyễn Túc vừa nói, chính là cái cơ chế giám sát của chúng ta. Bởi vì cái người mà cầm trịch quá trình thi cử nó cũng là quyền lực chứ. Đấy là một thứ quyền lực rất khủng khiếp. Bởi vì quyền lực đó, nhờ có quyền lực đó mà người ta đặt những người khác vào những vị trí quyền lực. Cho dù người ta là những người rất bình thường. Nhưng mà khi mà chúng ta đấy tổ chức quá trình thi cử mà chúng ta không có được cái sự kiểm soát một cách đầy đủ, một cách chắc chắn, thì nó vẫn để cho cái gọi là những người mà không đủ cái phẩm chất, không đủ cái năng lực ngồi vào. Cho nên cái câu chuyện là ngồi nhầm ghế, khoác nhầm áo nó khá phổ biến ở nhiều cơ quan bây giờ, dẫn đến hiệu quả công tác kém. Và hiệu quả công tác kém thì nhưng mà những người ấy thì lại là những người mà rất giỏi về tham nhũng. Bởi vì những người đó sẵn sàng là được lôi kéo vào một cái quá trình. Và họ thi bằng tiền, họ thi bằng những cái quyền. Thì họ phải đi tìm cách để bù đắp lại những cái phần mà họ đã bỏ ra.
như là ông Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ là cái vai trò của cái người giám sát trong cái công tác là tuyển chọn cán bộ là vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu như mà họ không phát huy được hết vai trò của mình thì rõ ràng là sẽ để lọt rất nhiều những cán bộ không đủ đức đủ tài. Vậy thì trước thêm mà chúng ta đang lựa chọn nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 như thế này thì tôi rất là muốn nghe sự chia sẻ của ông Nguyễn Túc về câu hỏi là làm sao để chúng ta có được những người giám sát thật là tin cậy và để lựa chọn được những nhân sự tốt đây ạ. Tôi rất đồng tình với ông Nhưỡng, nhưng mình phải bổ sung thêm cái đổi mới của chúng mình từ năm 86 đến 96 thì đến khóa 8 thì bắt đầu có xuất hiện cái tổng kết thế này: nhất thân, nhì thế, tam ngân, tứ chế. Nhưng mà đến cái đại hội 10 ấy, thì nó lại bổ sung. Nó bổ sung gì? Này, thứ nhất là tiền tệ, thứ nhì là hậu duệ, thứ ba là quan hệ, thứ tư mới đến trí tuệ. Thế thì cho thấy rằng tức phải đau lòng mà nói rằng trong đảng ta đã xuất hiện cái chuyện mua quan bán chức. Cái mà làm sao để không có những cái phần tử xấu, những người không đủ tiêu chuẩn mà lọt vào được thì phải diệt cái gọi mua quan bán chức, nghĩa là phải hủy cái mà dân tổng kết hiện nay. Thế thì tôi nghĩ rằng để làm được cái điều đó thì bác chúng mình ngay cái ngày mùng 15 tháng 10 năm 1949 cái bài dân vận mà mấy hôm nữa chúng mình kỷ niệm 70 năm đây này, bác nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Thế tuyển chọn cán bộ là khâu cực kỳ quan trọng, tại sao chúng ta không để dân tham gia nhỉ? Và cũng vì thế căn cứ vào các nghị quyết của Trung ương từ trước nên tôi rất mong muốn rằng Trung ương kỳ này 200 đồng chí mà dự kiến vào Trung ương, tức là như vậy chúng mình nên tức công khai để dân góp ý kiến. Tôi nói điều này không phải là không có cơ sở, vì qua các kỳ bầu cử Quốc hội từ năm 76 khi đất nước thống nhất đến nay, rất nhiều vị ứng cử đại biểu Quốc hội khi công khai báo chí thì tất cả dân phát hiện ra, và dân phát hiện ra thì như vậy chúng mình phải xử lý lịch anh khai không trung thực. Để có những vị tức là đại biểu Quốc hội nhưng mà là doanh nhân, 3-4 doanh nhân, tức là phải xử lý, vì rằng tức là như vậy là yếu tố quan trọng nhất là tức là trung thành tuyệt đối với đảng, với nhân dân, với đất nước. Thì anh vì ngay cái bản thân anh báo cáo với Quốc hội, với mặt trận anh là Trung rồi, thành rất tha thiết đề nghị Trung ương tức là như vậy xem xét, đã đến lúc chúng ta có thể công khai với dân về những cán bộ chiến lược mà về sau là lãnh đạo dân. Có như thế tức là như vậy là chúng ta mới có thể tức ngăn chặn và đẩy lùi được. Và hai nữa thế này, đề phòng kẻ thù, kẻ địch, những phần tử xấu lợi dụng, tôi nghĩ là không ngại. Dân đủ sáng suốt để xử lý những người như vậy. Dạ vâng, và thế mới thấy được là cái vai trò giám sát của người dân. Vâng. Nó sẽ là quan trọng như thế nào trong cái công tác là tuyển lựa cán bộ đúng tiêu chuẩn. Mình nói là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dạ vâng, khi mà đề cập đến cái vấn đề là lựa chọn công tác cán bộ cho Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 này thì cái lo lắng nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như là Ban Tổ chức Trung ương khi mà chúng ta triển khai công tác cán bộ nhiệm kỳ tới là làm sao không thể nào mà để lọt những cái cán bộ không đủ đức, đủ tài cũng như là những cái cán bộ có cái tư tưởng là tham ô vụ lợi cho lợi ích của bản thân. Thưa ông Lưu Bình Nhưỡng, vậy thì cái lo lắng này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là có quá nhiều hay không, và liệu rằng những cái lo lắng này nó sẽ ảnh hưởng và tác động như thế nào? Tôi vô cùng chia sẻ với lại cái tâm tư này, và cái ý kiến này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Một cái người lãnh đạo liêm chính thì người ta mới nói được những cái điều mà có thể nói rằng nó sâu từ trong đáy lòng như vậy. Rất lo lắng. Muốn mà nó không lọt lưới thì chúng ta phải tính là cái lưới nó phải dày. Đúng không? Sự kiểm soát nó phải dày. Tiêu chuẩn nó phải tăng lên. Và tăng cái tiêu chuẩn lên là về mặt ta gọi là định tính thôi. Thế còn cái cơ chế kiểm soát ấy thì nó phải đổi mới. Bỏ qua cái bước mà chúng ta lấy ý kiến của người dân đối với người lãnh đạo đất nước của mình là một cái, tôi cho rằng là một cái thiếu sót. Cho nên ấy,
Đảng là cái người mà phải tự lựa chọn trong cái đội ngũ của mình những người ưu tú để giới thiệu và công khai. Và người dân mới thấy rằng đây là những cái ông mà là Đảng giới thiệu đây, thì chúng tôi sẽ xem xét những ông này xem có đúng không. Thế bây giờ người ta mới chỉ ra là ông này sai này, ông này lý lịch sai này, từ lý lịch này cho đến là con cái này, đến tài sản này, đến gương mẫu này, vâng ạ. Con cái nhà ông thi cử thì là còn gian lận này, đúng không? Vợ ông thì vơ vét ở chỗ nọ chỗ kia này, rồi người nhà của ông thì tìm cách là lao vào hết dự án này dự án khác. Thì làm sao một cái người ấy mà đủ cái khả năng mà có thể đứng ra để đại diện cho chúng tôi, đúng không? Thế cho nên tôi cho rằng cái lưới đó phải dày, và thứ hai là phải dùng cái người kéo lưới. Kéo lưới là người dân, chèo thuyền là người dân đi kéo lưới, thì phải sử dụng đến dựa vào công dân. Và những vấn đề phải công khai hết bác ạ. Đúng công rồi. Khai cả về con người, cả về tài sản. Đúng không? Chứ không chúng ta chỉ có nói đến cái câu chuyện là người bí hiểm với nhau. Nó gọi từ trước nay ta gọi là tự giải quyết với nhau. Không được. Tôi là một đảng viên, tôi tự thấy cái điều đó là không được. Cần phải để cho người dân tham gia vào công việc của đảng. Mà đấy chính là một cái biện pháp ta gọi là dân chủ. Và đảng là nhờ được là nhân dân. Bởi vì đảng lãnh đạo nên nhân dân, đúng không? Đúng. Và làm cách mạng chính là người dân. Đảng là người lãnh đạo, không nhờ người dân thì làm sao? Người dân là người chở thuyền, đúng không? Thế thì đấy là một vấn đề thứ nhất mà tôi cho rằng. Cái thứ hai ấy, thì tôi muốn đề cập thêm một vấn đề nữa. Chúng ta hãy đổi mới cái cơ chế, cái cách thức. Từ trước nay chúng ta không có quan tâm đến tiến cử. Đúng rồi. Chọn nhân tài phải có tiến cử chứ. Tiến cử. Và người tiến cử phải chịu trách nhiệm cá nhân của mình. Đúng. Với cái người mà mình đưa tiến cử. Cho nên tôi nhớ cái ý của Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói mà cái ý này rất quan trọng này. Là phải kỷ luật cái tổ chức, cái đơn vị nào mà để lọt lưới cán bộ sau. Đúng rồi. Thế thì bây giờ chúng ta cũng đặt ra một vấn đề nữa này. Cho tiến cử và anh phải chịu trách nhiệm đối với người tiến cử của anh. Ở trong quyết định 2005 đấy. Đúng rồi, đúng ta rồi. Thay đổi. Thay đổi. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta phải có cái hướng dẫn để chúng ta tiến cử. Đấy, tôi cho rằng là cần phải thay đổi nhiều. Dạ vâng ạ. Tôi xin thêm một ý. Xin mời ông Nguyễn Thúc. Tức là có thể nói cái truyền thống tuyệt vời của dân tộc ta với đảng chính là dân bao giờ gọi đảng ta. Mà cái truyền thống đó nó được vun đắp từ ngày đảng đến ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta nhận thức rằng đảng của chúng ta vừa là đảng của giai cấp công nhân và của cả dân tộc, của nhân dân, chúng ta giữ mãi cái truyền thống gắn bó dân với đảng thì không có lý do gì mà không yêu cầu đảng tham gia và giám sát các hoạt động của đảng ta. Để giữ mãi mãi được cái gọi là dân với đảng, đảng với dân như cá với nước. Dạ vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của hai vị khách mời. Thưa quý vị, không chỉ quyết tâm có được đội ngũ cán bộ tốt mà để đảng mạnh hơn, chọn được những người xứng tài, đủ đức, chèo lái đất nước, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là thực hiện tốt công tác bầu cử. Vừa qua thì Trung ương đã lựa chọn được khoảng 200 nhân sự để giới thiệu vào Trung ương khóa 13. Họ là những nhân vật được cho là sẽ dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ hơn về mọi mặt trong tương lai. Và để bầu ra những nhân sự đó thì đảng vẫn tiếp tục thực hiện theo quyết định 244 năm 2014 của Trung ương về quy chế bầu cử trong đảng. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua một số nét cơ bản về quy chế này. Theo quyết định 244 năm 2014 của Trung ương và hình thức bầu cử, 1. Bỏ phiếu kín thực hiện trong các trường hợp bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ, gọi tắt là cấp ủy, bầu ban chấp hành Trung ương, bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, bầu bộ chính trị, tổng bí thư, ban bí thư, bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, lấy phiếu xin ý kiến về các ứng cử viên để đưa vào danh sách bầu cử. Giới thiệu đảng viên ứng cử các chức danh lãnh đạo nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. 2. Biểu quyết giơ tay. Sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết thực hiện trong các trường hợp. Bầu các cơ quan điều hành giúp việc đại hội, hội nghị như đoàn chủ tịch đại hội, đoàn thư ký, chủ tịch hội nghị, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu, thông qua số lượng và danh sách bầu cử.
Vâng ạ, như chia sẻ của ông Nguyễn Túc trong một ít phút trước thì rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái sự công khai các cán bộ để cho dân được biết khi mà bầu vào trung ương để có thể là đủ đức đủ tài lãnh đạo đất nước. Vậy thì hãy nhìn về cái quy chế bầu cử của chúng ta trước đây thì rõ ràng chúng ta vẫn là bỏ phiếu kín. Vậy thì thưa ông Nguyễn Túc là người tham gia cũng như là theo dõi rất nhiều những cái kỳ đại hội đảng thì ông có bình luận về cái ưu điểm và cái mặt hạn chế gì của cái việc bỏ phiếu kín này trong công tác bầu cử hiện nay? Phải nói rằng cái bỏ phiếu kín là nguyên tắc chung, nhưng qua tình hình vừa qua thì chúng ta lại thấy nảy vấn đề mua phiếu. Và nhớ rằng cái đại hội 11, 12 cái hiện tượng đó đã bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là tức là như vậy này, những ngày chuẩn bị cho đại hội, dân người ta còn chỉ ra hai chạy phiếu và mỗi cái phiếu là bao nhiêu. Thế nhưng mà chúng tôi ở mặt trận lúc bấy có phản ảnh với đảng nhà nước, nhưng mà chúng mình không có những cái chứng cứ cụ thể. Thành ra tôi nghĩ rằng bên cạnh cái bỏ phiếu kín, chúng ta cần phải có một cái bộ phận để sao? Để giám sát những cái phiếu đó. Chứ còn bây giờ mà bỏ phiếu công khai thì không nên giám sát. Vì những cái người trong cuộc người ta còn chỉ ra được là có nghi ngờ anh A, anh B mua phiếu vân vân. Thì tôi nghĩ rằng song song với vấn đề bỏ phiếu kín thì cái bộ phận là nhân sự, bộ phận kiểm tra cần phải nghe ngóng ý kiến để tất cả kiểm tra lại những cái tin đó. Và những đồng chí mà có cái được lưu ý đó cần được giám sát một cách chặt chẽ. Tôi nghĩ thế. Vâng ạ, cả hai vị khách mời của chúng ta là đều đang công tác ở Quốc hội và mặt trận, thì tôi rất muốn hai vị khách mời hãy chia sẻ với tư cách là một người đã từng đi bỏ phiếu để bầu lãnh đạo cấp cao. Ví dụ như là chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn cho một vị bộ trưởng hay không? Và cả hai vị khách mời của chúng ta đã từng bị là mình vận động để mà bầu cử cho một ai đó chưa? Tôi nói thẳng là tôi chưa bị ai vận động và vận động tôi không được. Tôi từ trước này nó đã có cái tính thẳng thắn rồi. Thế tôi rất khó. Tôi cũng nói như thế này này. Cái việc mà hiện nay chúng ta thấy rằng là cái việc mà bầu, ta gọi là ấn nút để bỏ phiếu cho chính phủ đấy, cho bộ trưởng đấy, thì nó có những cái điểm ta gọi là bất lợi. Có cái lợi ích nhưng mà có cái bất lợi. Có cái lợi là như thế này, có những người người ta không muốn bỏ cho ông A thì người ta cũng đỡ phải ra mặt. Đấy. Thế nhưng cũng bất lợi ở chỗ rằng là có những người cũng vì cái câu chuyện mà nó giấu nhẹm như thế thì nó sẵn sàng là làm trái ngược lại. Và cái ý của Bắc Túc nói đúng đấy. Có thể bị mua. Có thể bị mua. Mua có thể không phải bằng tiền. Mua có thể bằng chức. Mua có thể bằng những cái vị trí. Đấy, có nhiều cái ta còn ta gọi là có thể là bằng trả bằng nhiều thứ. Đấy, đấy. Hoặc là mua kỷ luật bác nhỉ. Cậu sắp sửa kỷ luật rồi. Tôi cậu mà ấy cái việc này cho tôi thì là tôi không xử lý cậu. Ví dụ thế. Thế thì cái gì nó cũng có cái điểm bất lợi. Nhưng mà này, trong cái việc ví dụ bầu của chúng tôi ấy, thì nó có chỉ có ba lựa sự lựa chọn thôi. Lựa chọn thứ nhất là đồng ý. Yeah. Lựa chọn thứ hai là không đồng ý. Và lựa chọn thứ ba là không có ý kiến. Không có ý kiến gì. Có nghĩa là xét ở khía cạnh nào đó nó vẫn là có cái ý tốt. Nhưng mà nói thực sự là ở cơ chế chúng ta là bầu một đúng rồi. Cái chỗ này. Vấn đề quan trọng là chỗ ấy. Thì tức là tôi không có nhiều sự lựa chọn khác ngoài ba cái sự lựa chọn với một con người. Cho nên xét là có ba sự lựa chọn nhưng thực ra là không có nhiều. Đúng không? Đấy. Cái quan trọng nhất là phải có nhiều ứng viên, đúng không? Và chúng ta đã bắt đầu từ quy hoạch rồi. Một chức vụ là có 3 ứng viên. Thế thì tại sao ở đây mà là bầu lại không có? Thì tại sao chúng ta lại giản ước đi ở cái phần cuối này? Thì chỗ này thì chúng tôi cho rằng là có những việc làm thì chúng tôi rất ủng hộ Trung ương. Nhưng có những việc thì cũng mong muốn chúng là phải có một cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để đảm bảo làm sao ấy, là có nghĩa là sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Đấy, để cho chúng ta ít nhất
là chúng ta cũng ta gọi là được là đãi cát tìm vàng. Đúng. Chứ còn lại đưa hoàn vàng ra xong bảo đãi đi, thế thì cũng không cần thiết phải đãi nữa. Đấy, đúng không? Thì chúng ta chỉ làm một cái quyết định bổ nhiệm là xong. Đúng không? Mà đôi khi cái tính minh bạch của thứ hai này, này người ta sẽ nói như thế này này, không cẩn thận thì người dân người ta nói rằng là các anh chỉ là dân chủ giả hiệu thôi. Chứ còn các anh như thế có nghĩa là các anh bắt buộc rồi. Đấy, chúng tôi phải công nhận cái câu chuyện đấy. Thì người dân ấy, các cử tri khi người ta tiếp xúc với tôi, người ta nói những cái điều này tôi nghe cũng trong lòng thấy hơi nó cay đắng, nhưng mà không còn cách nào để giải thích cho họ được, bảo không, chúng tôi vẫn là lựa chọn rất đàng hoàng, chúng tôi vẫn phải suy nghĩ. Đấy, trước khi bấm nút chúng tôi đều phải đấu tranh tư tưởng. Và quả thật cũng nói thẳng là về mặt cá nhân tôi cũng là người phải đấu tranh tư tưởng, thậm chí là đấu tranh trong vòng hàng tuần. Cũng có những người nói với tôi là trường hợp này thế này, trường hợp khác thế khác. Tôi bảo được rồi, để tôi sẽ xem xét. Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận là theo quy chế bầu cử trong đảng thì các đảng viên mà là không phải là đại biểu tham dự đại hội bầu cử thì sẽ phải bầu gián tiếp thông qua các đại cử tri, đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng cái này nó sẽ làm cho cái việc là thông tin qua những cái thông tin đồn râm ran như thế, nó sẽ không được thông tin cụ thể hơn đối với cái các đảng viên. Ông Nguyễn Túc, ông suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện này ạ? Thứ nhất phải nói là tôi về công tác mặt trận, thành nó lại có cái địa cái điểm khác. Là tức là mặt trận theo luật bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thì mặt trận có trách nhiệm là hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, mà hầu hết những đồng chí ủy viên trung ương hoặc là các đồng chí lãnh đạo là ra ứng cử hoặc ứng cử ở trung ương địa phương, thành câu hiệp thương lựa chọn giới thiệu là cực kỳ quan trọng. Và cái thời gian đó là mặt trận được hay được người ta đến thăm và tạo điều kiện. Thế thì từ cái đại hội, tức là đại hội 5 đồng chí Phạm Thế Duyệt về, đại hội 1 đại thì đồng chí Hoàng Quốc Việt, đại hội 2 Huỳnh Tấn Phát, đại hội 3 đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, thì không có những vấn đề khác, không có vấn đề gì lăn tăn cả. Nhưng đến đại hội 4 bắt đầu quá, đồng chí Phạm Thế Duyệt bí thư đảng đoàn và chủ tịch quyết định là không tiếp một người nào mà ứng cử viên đại biểu quốc hội ở nhà cả. Đồng chí nào mà tiếp ở nhà là bị kỷ luật ngay. Là nhà có những đồng chí, tức là chủ chốt ở cái nhà này, lúc ấy cũng oan trái về cái chuyện đó. Thành ra không có cái chuyện. Và phải nói với nhau rằng ra hội nghị đoàn chủ tịch họ đấu tranh ghê hiếm. Không ít những đồng chí mà Trung ương Bộ Chính trị gửi sang sau khi giám sát và kiểm tra báo cáo lại Bộ Chính trị là cái đồng chí đó không đủ tiêu chuẩn. Thành ra phải nói là không, mà từ cái đại hội năm giờ đi thì tình hình tức là như vậy, nó nghiêm túc. Nhưng mà hai cái cái bầu cử quốc hội cái thời vừa rồi thì ở trung ương thì cũng đấu tranh mạnh mẽ, thành cũng gạt ba đồng chí và tức là bổ sung hai đồng chí, hai đồng chí mà trung ương không giới thiệu nhưng đoàn chủ tịch họ giới thiệu, họ giới thiệu và cuối cùng trung ương chấp nhận. Thành ở đây có một cái là những cái tổ chức mà được giao trách nhiệm, kể cả đảng và nhà nước và mặt trận, phải làm đúng cái công tâm của mình thì mới được. Hôm nay tôi cũng nói thật là đồng chí Hồng nhà mình ấy, là tức là như vậy trung ương có giới thiệu đâu, và tức là như vậy cuộc khẩu chiến khá căng thẳng giữa đoàn chủ tịch với ủy ban kiểm tra trung ương, ban tổ chức trung ương, cuối cùng làm văn bản Bộ Chính trị nhất trí. Đấy là một trong hai trường hợp mà cái khóa vừa rồi. Đấy. Thế còn có những trường hợp nữa. Thí dụ như trường hợp mà đồng chí đấy trước đã là thường vụ tỉnh ủy Hải Dương, xong về quốc hội thì cũng có ý kiến rằng tức là đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ, thành ra dưới kia phiếu công chúng. Thế nhưng mà sao hội nghị thì như vậy anh em bàn hết tất cả. Rằng là không thể lấy cái đó để gạt đồng chí được và ủng hộ đồng chí. Đấy là phải công tâm có được chứ, mà người ta lại làm tốt. Làm tốt mà bây giờ phát biểu thường xuyên. Đây là công lao của mặt trận. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Và khi mà chúng ta nhắc đến cái bầu cử thì hai vị khách mời của chúng tôi sẽ có suy nghĩ như thế nào về cái đề xuất mới đây của trợ lý chủ tịch Quốc hội Lê Minh Thông là chúng ta cần phải có một cái sự tổng kết trong việc thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư
để mà từ đó chúng ta là tiến tới bầu trực tiếp bí thư ở các đại hội và kể cả cao cấp là bầu trực tiếp tổng bí thư luôn? Tôi cho rằng là rất chia sẻ với ý kiến này của phó sư tiến sĩ Lê Minh Thông. Bởi vì ông ấy là một cái nhà khoa học, đặt ra một vấn đề rất khoa học. Đúng. Đây tôi cho là một ý tưởng rất tốt. Tốt. Ông ấy đề xuất chúng ta phải có một cái thái độ cầu thị để nghiên cứu. Còn ấy là vấn đề này từ cái ý tưởng khoa học, một vấn đề từ thực tiễn mà do phó sư Lê Minh Thông đặt ra, thì đảng cũng cần phải có giao cho một cái bộ phận nào đó nghiên cứu một cách nghiêm túc, đánh giá đầy đủ về mặt lý luận, về mặt thực tiễn, về mặt kinh nghiệm, về cái lợi cái hại v.v. Nếu chúng ta thấy rằng điều đó là tốt thì đảng có thể đưa ra cái quy định để chúng ta coi áp dụng. Đấy, áp dụng ở phạm vi nào, áp dụng ở thời điểm nào thì do trung ương. Nhưng mà đây là một ý tưởng, tôi cho rằng ý tưởng rất đáng hoan nghênh. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là ông ta cho rằng là như thế nó thể hiện được cái tính trực tiếp, tránh cái vấn đề là chúng ta ủy thác. Vì tôi lấy ví dụ như chuyện bầu quốc hội thôi. Bầu ủy thác là có khi gia đình giao cho một người cầm cả nắm phiếu đi bỏ. Thế thì bảo thế gạch ai? Bảo gạch ông A. Thế là đến cứ gạch ông A cho nó nhanh. Đúng không ạ? Đúng. Và người ta cũng không cần biết ông ấy là ông nào. Đấy. Đúng. Cho nên tôi cho rằng là việc bầu qua ủy thác là nó thể hiện là nó gọi là dân chủ gián tiếp. Mà chúng ta đang báo cáo bác Thúc là bây giờ chúng ta đang đề xuất là phải dân chủ trực tiếp, càng nhiều càng tốt. Càng tốt, đúng rồi. Càng sâu càng tốt. Đúng không? Đúng. Một cái quyền của người dân đó là quyền công dân, và quyền của người ta cao hơn đó là quyền con người. Đúng rồi. Đã được hiến pháp người ta ghi nhận rồi. Tại sao chúng ta lại cũng phải tiếp tục đi giản ước vấn đề này? Còn tôi nói như này, chúng ta phải xem cái kinh nghiệm tổ chức của các nước khác. Đấy. Tại sao Mỹ sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tỷ đô la để bầu một cái ông tổng thống? Đúng không? Bỏ rất rất nhiều việc để mà cho họ lên truyền hình để thể hiện. Người dân người ta đánh giá. Đây là người của tôi, đúng không? Còn kia là người của anh. Thế thì rất rõ chỗ là có những cái cơ chế phải đổi mới. Còn nếu không ấy thì chúng ta theo lối mòn. Phải không bác? Đúng. Cho nên ý tưởng này là một ý tưởng tôi cho rằng rất đáng suy nghĩ. Tôi thì tôi ủng hộ cái ý của anh Thông. Mà để có thể thực hiện được thì đề nghị Trung ương trước hết là thí điểm. Thí điểm một số nơi như chúng ta thí điểm vừa rồi đối với cái thì dân vận mặt trận là một đấy. Rồi bỏ hội đồng nhân dân. Bỏ hội đồng nhân dân cái gì được. Mà tôi cho đấy là một những sáng kiến. Đúng. Chúng ta cần có nhiều sáng kiến. Đúng. Để góp cùng với đảng và nhà nước để làm cho trong sạch. Nhưng báo cáo bác tức là thí điểm nó cũng có những rủi ro của nó. Đúng rồi. Nhưng mình phải chấp nhận rủi ro. Chấp nhận rủi ro. Đúng không? Thí điểm nó là khoa học. Đúng rồi. Nhưng mà đừng để cái rủi ro nó trở thành một cái lan tỏa nó quá lớn thôi. Yeah. Mà mình cố gắng làm sao mình gạn được cái tốt bác nhỉ? Đúng quá. Yeah. Rồi mà ông Thông ông nói cái điều đó là thể hiện được tâm huyết đấy. Tâm huyết mà không phải của riêng ông. Vâng. Rất yeah. nhiều đồng chí tất cả đảng viên nghiêm túc yeah. nói rằng để thực hiện được thật tốt tập trung dân chủ thì cái người cầm cờ bí thư phải là cái người mẫu mực nhất. Chứ bây giờ có phải là các bí thư của các cấp đã mẫu mực nhất đâu. Yeah. Vừa rồi một loạt vụ án là toàn không bị thế thì mình nghĩ như thế. Yeah, nhé. Vâng ạ. Chứ quan trọng nhất là bây trình với Bộ Chính trị Ban Bí thư. Yeah. Bộ Chính trị Ban Bí thư xem xét thấy là cần làm thì làm. Còn anh em được có ý kiến nhé, chân thành nhé. Ý là muốn nói rằng đấy không phải là việc riêng nội việc bộ. Việc riêng của nội bộ. Dạ, vâng rồi. Đúng rồi. Từ câu chuyện của ý kiến của đại biểu Lê Minh Thông thì chúng ta cũng phải nhìn nhận thêm một vấn đề nữa là khi mà những đại biểu rõ ràng là ở một cái sự trải nghiệm nhất định nào đó và họ có một cái sự tâm quyết thì dường như là phải chăng đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận là một cái vấn đề quan trọng là độ tuổi trong bầu cử hay không. Rõ ràng là rất nhiều những đảng viên hiện nay của chúng ta là mặc dù là tuổi đã ngoài 60 rồi thế nhưng họ vẫn đủ sức khỏe để họ đảm đương những cái công tác cũng như là những cái sự đóng góp to lớn của họ hơn là các đảng viên trẻ bây giờ họ chỉ biết là làm theo chỉ đâu đánh đó thôi. Nhưng bác Túc nói điều này hơi khó bởi vì bác Túc năm nay ngoài 80. Nhưng mà tôi nghĩ nhưng mà tôi muốn lấy đây là một ví dụ. Vâng ạ. Tôi không cần phải nói đâu xa, đúng không ạ? Yeah. Chứ nói ông Biden của ấy hay ông Donald Trump thì nó hơi xa. Yeah. Nước Mỹ nhưng mà đây là một nhân vật mà đang ngồi cạnh chúng ta. Không phải nhờ. Bác ngoài 80 nhưng mà có thể nói rằng là trí nhớ tuyệt vời. Đúng không? Năng lực làm việc thì tôi không nói, bởi chúng tôi cộng tác các bác tôi biết. Thế thì như này này, chúng ta phải hết sức lưu ý cái khái niệm tuổi.
Chúng ta đừng có dùng tuổi để làm một cái sự khống chế chia phần. Đặc biệt đối với lại các chính khách làm đại biểu dân cử bác ạ. Đúng rồi. Sai. Đấy, đúng rồi. Cán bộ của đảng cũng không nên khống chế tuổi. Đúng rồi. Bởi vì người lãnh đạo đảng sao lại khống chế tuổi? Đúng rồi. Trí tuệ, tâm huyết không có tuổi. Đúng không? Đúng. Tình yêu không có tuổi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Vậy thì chúng ta suy nghĩ này. Người ấy có đủ sức khỏe không? Để làm việc không? Chúng ta thấy rằng trong các quy định ấy, quy định của luật tổ chức quốc hội và luật tổ chức hội đồng nhân dân không có quy định về tuổi mà quy định về là năng lực, đúng, phẩm chất và sức khỏe. Sức khỏe. Thế tại sao chúng ta lại cứ gò vào cái tuổi nghỉ hưu? Tuổi nghỉ hưu là cái tuổi để chấm dứt cái quan hệ lao động thông thường, đúng để rồi, hưởng bảo hiểm xã hội. Yeah. Chứ đấy không phải là cái tuổi để chấm dứt hoạt động, chấm dứt để tham gia vào công việc của nhà nước. Công việc nhà nước, công việc của đảng là công việc chung. Và nó không chờ cái tuổi nào. Đúng. Và cũng không ngăn cái tuổi nào cả. Miễn là người ta có đóng góp. Người ta đang đủ sức để đóng góp, anh lại hạn chế. Mà anh lại thay thế vào đó là một cái nhân vật. Nó không phải là, đúng không? Đúng rồi. Thay thế một nhân vật tốt, một nhân vật huyền thoại bằng những nhân vật coi như là ta gọi là xấu. Thế thì chẳng qua đấy là một cách chia phần. Một sự cao bằng về mặt lãnh đạo. Chứ không phải là ý tốt. Dạ vâng. Chúng ta phải thay đổi cái tư duy này. Dạ vâng ạ. Nhưng mà rõ ràng thì trong cách nhìn nhận, nếu như mà những cái người mà lớn tuổi như bác Nguyễn Túc đây mà tham gia đóng góp thì rõ ràng họ xem đây là những cái trường hợp đặc biệt, đúng không ạ? Những cái câu chuyện đặc biệt. Đương nhiên. Dạ. Đương nhiên thế này này, tuổi già thì là đương nhiên là sức khỏe phải đi xuống. Dạ. Đây nó là quy luật. Dạ đúng. Nhưng trong số những người cao tuổi ấy thì không phải là mọi người đều đi xuống. Dạ. Có những người thì thanh niên còn phải thua xa. Dạ vâng ạ. À. Và chúng ta cũng nhìn lại tại cái đại hội 12 vừa rồi, đúng thì rồi, đã có 4 cái trường hợp là tái cử cũng nằm trong cái những cái trường hợp đặc biệt như vậy. Vậy thì tôi rất là muốn chia sẻ từ hai vị khách mời là vậy thì những cái trường hợp đặc biệt như thế này thì sẽ xuất hiện trong cái tình huống như thế nào ạ? Sẽ họ sẽ phải ứng xử ra sao ạ? Tôi thí dụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhé. Thì đồng chí đã nhiều lần đồng chí suy nghĩ. Dạ. Nhưng mà trong bối cảnh hiện nay tức là đảng không cho đồng chí nghỉ vì cần đồng chí. Thế thành em có hai mặt. Mặt thứ nhất là một là có thể cái quy định nhưng đừng quy định cứng. Và thứ hai là tức là phải thấy tình hình thực tiễn của đất nước mình để có những quy định về nghỉ hưu cho phù hợp. Chứ còn nếu mà cao bằng cứ đến là chặt thì không đến. Tôi muốn nói một cái điểm tôi suy nghĩ mà tôi cũng đã từng có cái đề nghị với đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước bằng văn bản và Ban Tổ chức Trung ương là đề nghị phải xem xét ở khía cạnh trước hết là đối với lại các cơ quan dân cử và Quốc hội. Đúng rồi. Vấn đề là ví dụ những người người ta đã nghỉ hưu rồi nhưng mà những người ấy này lại công tác thực tiễn, đã từng làm ở các cái vị trí rất là tốt, thông tin người ta nhiều, người ta có tâm huyết, người ta có lòng dũng cảm. Thế thì tại sao không để họ tiếp tục để cho người dân tín nhiệm họ vào làm cơ quan dân cử? Những người ấy mới bây giờ mới là phát huy được cái sức mạnh của mình. Đấy thì chúng ta lại cứ đưa các cán bộ công chức của nhà nước vào thì không đúng. Đúng. Bởi vì đấy là những cái chính khách làm dân cử, đúng, thì họ phải giám sát lại nhà nước, mà ngồi trong đó thì lại là toàn coi như là người của hành pháp là hành không pháp, đúng rồi. Đấy cho nên chúng ta thay thế. Bây giờ phải thay thế cái suy nghĩ này bằng một cái việc khác, tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho đất nước, cho dân tộc. Vâng, và tôi rất muốn sự chia sẻ của ông Nguyễn Túc là ông nghĩ như thế nào về cái việc là những cái bộc lộ hạn chế trong cái công tác nhân sự hiện nay khi mà chúng ta xem xét đến những cái trường hợp đặc biệt là những người còn có thể phục vụ được cho đảng của chúng ta mặc dù đã quá tuổi và bên cạnh đó là chuẩn bị cái công tác cho cái đội ngũ kế thừa hiện nay. Thì phải nói rằng thời gian vừa qua thì có một số những đồng chí mà phải nói là vừa có sức khỏe, vừa có uy tín, vừa có năng lực nhưng mà buộc phải chấp hành cái quy định tuổi. Thì bên mặt trận chúng tôi đã mời các đồng chí vào các hội đồng tư vấn. Và tức là như vậy là sử dụng được chất xám. Người ta nói là sách vở cho kiến thức mà cuộc sống cho kinh nghiệm. Những đồng chí này vừa có kiến thức uyên thâm mà có kinh nghiệm. Thành như vậy làm giám sát và phản biện xã hội rất tốt. Yeah. Thế ví dụ như đồng chí đã từng là tức là như vậy là bộ trưởng một thời gian khá dài. Bây giờ về lớp trẻ thì không thể mà qua mặt đồng chí được. Yeah. Các đồng chí đã từng ở thường vụ quốc hội, thí dụ như ông Tăng nhà mình ấy, một loạt ông ở bên ấy, tức là như vậy bây giờ về quốc hội đường vân vân, thì như vậy là
sẽ tham mưu để phản biện cho nó tốt hơn. Thì trong khi chờ đợi có một cái thay đổi gì đấy thì như vậy mặt trận đã tận dụng cái đó. Đồng báo cáo bác Thúc như này, cái ý chỗ ấy này là nó rất là quan trọng, cái trường hợp đặc biệt. Ta gọi là trường hợp đặc biệt thì được ở lại thêm. Thế chỗ của bác là trường hợp là bác chúng tận dụng những cái người mà có đủ cái kinh nghiệm và trí tuệ. Thì hai cái vấn đề là hai vấn đề rất hay đấy nhé. Hai vấn đề khác nhau nhưng nó rất hay. Thế tôi cho rằng là cái việc mà để lại một số đồng chí quá tuổi ấy, thì tôi quay trở lại vấn đề là chúng ta đừng bàn đến tuổi nữa. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ loại trừ được vấn đề quá tuổi. Đúng không? Như vậy ở vấn đề quan trọng nhất đó là tuyển con người lãnh đạo vào vị trí ấy xứng đáng. Vị trí ấy để làm việc tốt. Chứ không phải là vấn đề là chọn cái người đó là đã còn tuổi hay không. Đấy là chúng ta phải thay đổi cái thứ nhất về mặt tư duy. Chính vì thế cho nên ở đây cái bản chất của vấn đề chúng ta lại quay trở lại cái tiêu chí cán bộ để mà chúng ta tuyển chọn, phải đặt ra một cái tiêu chí cho nó chuẩn xác. Thứ hai ấy, là như thế này, chúng ta lại phải tiếp tục đi vào cái cách lựa chọn theo tiêu chí đó. Làm thế nào đây để chúng ta có tiêu chí rồi nhưng mà lựa chọn cho nó tốt. Thứ ba ấy, là phải có giải pháp để thay thế. Nếu giả sử người đó là đặc biệt nhưng mà thực sự bác Túc thì bảo đặc biệt nhưng mà đến tôi Lưu Bình Nhưỡng tôi bảo là ông này không đặc biệt. Thì chỗ này là phải tìm cách cái lựa chọn, đúng không? Đúng rồi. Mà lựa chọn làm sao là đúng, đặt đúng vào đấy. Đúng rồi. Chứ không thì bác Túc lại bảo đấy nhé, ông Nhưỡng chịu trách nhiệm nhé, tôi chọn ông này là ông ấy đủ đấy, ông ấy mặc dù là ông ấy quá tuổi nhưng mà ông ấy là làm tốt, mà ông giới thiệu cái cậu này vào nó trẻ hơn còn tuổi nhưng mà không tốt là anh phải chịu trách nhiệm đấy. Cảm ơn sự chia sẻ của hai vị khách mời ông Nguyễn Túc và ông Lưu Bình Nhưỡng về chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ xưa tới nay thì sự hưng thịnh hay là suy vong của bất kỳ một quốc gia hay dân tộc hay chế độ nào đều phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ, những con người có khả năng chính trị và nghệ thuật lãnh đạo quản lý. Đây là đội ngũ nhân sự có vai trò rương cột trong tham mưu hoạch định chính sách, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên thực tế thì hiện nay trong công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ vẫn còn nhiều lỗ hổng. Chính vì vậy, nhiều sự việc sau khi được phát hiện đã gây bức xúc, làm mất niềm tin trong nhân dân. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức chạy quyền, chạy phiếu bầu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính là yêu cầu, là mục tiêu mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu lên khi bàn về công tác chuẩn bị cho nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng xem lại một số phát ngôn đáng chú ý liên quan đến công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng. Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai? Bổ nhiệm cán bộ nâng lên thì dễ, mà hạ xuống thì rất khó. Trên Facebook nói về gia đình làm quan và các đồng chí nghĩ đến vừa rồi là gian lận thi cử. Việc đó không sao, phải đối mặt với thực tế, vượt qua nó. Con ông cháu cha không thể ỷ thế hạt giống đỏ, tự cho mình nghiễm nhiên được hưởng phép lợi thế từ cha ông. Họ phải có lòng tự trọng để biết giữ mình, giữ gìn truyền thống gia đình, không để mang tiếng chín ép. Ở đây có thể thấy các thủ đoạn mưu mô xảo trá để chui vào những nơi mà họ muốn. Và trường hợp này, tuy chưa leo lên cao lắm nhưng đã chui rất sâu. Họ chạy đến thủ trưởng cấp trên, chạy đến người thân làm quan to, chạy đến quan chức đồng hương và chạy ở các cơ quan tham mưu. Thời tôi làm cũng xuất hiện việc chạy, nhưng khi đó chạy bằng chai nước mắm, yến gạo ngon. Còn sau này, có vụ chạy bằng núi tiền đến nhiều cơ quan.